Từ ngày 13 tháng 11, hai huyện Mỹ Đức, Đông Anh chính thức tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân. Tuy nhiên, người dân cần chú ý khi thực hiện các thủ tục này. Lãnh đạo phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, công dân có nhu cầu đổi cấp lại giấy phép lái xe sẽ đến bộ phận một cửa tại các huyện trên để làm thủ tục mà không cần phải đến hai điểm một cửa của Sở Giao thông Vận tải tại Võ Trí Công, quận Tây Hồ và cao Bá Quát, quận Bà Đình vì lãnh đạo này cũng cho biết trước mắt triển khai việc cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân ở hai huyện mỹ đức đông anh sau đó ít ngày tiếp tục triển khai tại huyện phú xuyên và ứng hòa vì triển khai tăng cường các điểm đổi giấy phép lái xe nhằm phục vụ người dân thuận tiện hơn sở rất mong các huyện ngoại thành ở xa trung tâm triển khai việc cấp đổi giấy phép lái xe để người dân ở những nơi này không phải đi lại nhiều Sở cũng đã gửi văn bản tới 30 quận huyện nhưng hầu hết chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất, con người nên không thể thực hiện được ngay. Hiện chỉ có 4 huyện đủ điều kiện triển khai. Để thực hiện, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng quy chế hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ bộ phận một cửa tại các huyện triển khai. Người dân khi đến sẽ được cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, chụp ảnh rồi truyền dữ liệu hồ sơ về sở. Sau đó thì Sở Giao thông Vận tải làm công tác nghiệp vụ và trả lại kết quả tới huyện. Huyện sẽ trả giấy phép lái xe cho người dân dù sở đã tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho bộ phận một cửa các huyện nhưng vẫn lường trước các tình huống cán bộ một cửa tại các huyện chưa quen thao tác phần mềm của hệ thống chụp ảnh vì vậy sở giao thông vận tải đã cử cán bộ nghiệp vụ xuống hỗ trợ mỗi huyện sẽ có hai cán bộ của sở cắm chốt sẵn sàng hướng dẫn thực hiện với việc ủy quyền cho các quận huyện thực hiện việc cấp đổi giấy phép lái xe sở giao thông vận tải hà nội kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho bộ phận một cửa của sở hơn thế với việc cấp đổi giấy phép lái xe tại các quận huyện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân để không phải quay lại nhiều lần, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lưu ý người dân nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Với hồ sơ đổi giấy phép lái xe gồm đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, mẫu quy định hiện hành của Bộ Y tế, bản sao chụp giấy phép lái xe, hai ảnh màu cỡ 3x4 kiểu chứng minh thư nền ảnh màu xanh chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Khi nộp hồ sơ thủ tục đề nghị đổi giấy phép lái xe, phải xuất trình giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu. Trước đó, từ đầu tháng 10 năm 2023, lượng người dân tới xin cấp đổi giấy phép lái xe tại hai điểm bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại 258 Võ Trí Công Tây Hồ và 16 ca bá quát Tây Hồ tăng cao. Mỗi ngày, cơ sở có khoảng 700 người tới trực tiếp nộp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe dẫn tới thủ tục này quá tải tăng 50% so với ngày bình thường. Ngoài đến đổi trực tiếp để không phải mất thời gian chờ đợi đi lại nhiều lần, người dân có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với hình thức này, người dân có thể chọn trả kết quả tại nhà.